hướng dẫn sử dụng giáo cụ số chu vi tứ giác. Trên Edulai, giáo cụ số chu vi tứ giác là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Bạn chỉ cần kéo các đỉnh của hình tứ giác sang các vị trí khác, thì lập tức các kích thước các cạnh sẽ có sự thay đổi. Với giáo cụ số này, bạn có thể tạo hoạt động ôn tập và củng cố tính chu vi hình tứ giác với đề bài thay đổi đơn giản. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Compound ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là chu vi tứ giác. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của Edulai. Chúc bạn thao tác thành công! Edulai.